Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, một cái tuổi mà có thể nói là mình rất có duyên. Mình làm khá nhiều những cái video về cái tuổi này, cũng như là mình nhận rất là nhiều cái cuộc điện thoại và những cái lần gặp gỡ có thể để mà gọi là như là xem phong thủy cho các anh rất là nhiều. Đây là video clip mà em sẽ làm về cái tử vi vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Hy vọng rằng nó sẽ tích cực tốt đẹp hơn cái năm Mậu Tuất 2018 với trực thái tuế và mọi thứ cực kỳ khó khăn. Thì em cũng có sơ sơ rồi, thì em có nghiên cứu thì em thấy rằng nó là tích cực hơn ha, thơm hơn và nhiều cái mà có thể nói rằng là khỏe khoắn hơn đối với tuổi của Canh cũng nhiều. Thì như đã nói thì tuổi Canh Tuất thì người xưa còn kêu là tử quan chi cậu, tức là con chó canh cổng chùa, cho nên là các anh có nhiều cái rất là hay ho, và cũng là chắc là nhờ là bổn mệnh của mình là chó canh cổng chùa cho nên là người hiền từ ha. Rất là có duyên với em có gặp khá khá người ở cái tuổi này để mà giúp đỡ. Thì đầu tiên thì em sẽ tổng quát sơ cái thiên tính của các anh để mà ứng vào cái năm này như thế nào. Thì như đã nói ở trực cái video mà về Canh Tuất mà cả đời, thì là người các anh trai tuổi Canh Tuất là vốn thường là những người khôn ngoan năng động, làm việc thì chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao. Đa phần thì thường là do người nắm chữ canh nên có cái tuổi thơ là không được may mắn, thậm chí là hơi hơi không có được anh em gia đình này kia giúp đỡ. Đa phần là phải vào đời bươn chải từ sớm, thân tự lập là chính, chữ canh mà gọi là canh cô mồ quả ha, là người có ý chí chịu khó chịu khổ, thân là cố gắng phấn đấu và vươn lên, không muốn mình thua ai hết, dù là mình không được ai giúp đỡ nhưng mà mình cũng không muốn thua ai, không muốn thua chị thua em ha. Là người còn gọi là tử quan chi cậu, tức là chó canh cổng chùa đó, nên là đa phần là tâm tính hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ và biết kính kính đạo Phật, thì là bên Phật là kính tin Tam Bảo, còn bên Chúa thì kính tin cái đức tin của mình. Đó là những cái điều mà tốt đẹp. Thiên can ấy là thường do nắm chữ canh thường có các sao mà thái dương nè, thái âm, không thái dương thôi, vũ khúc thiên đồng, rồi là thái âm trong thân cư mệnh, nên đa phần là người có cái sức gánh vác cái trọng trách lớn trong gia đạo, số không được nhờ cậy anh em hay cha mẹ. Thường không phải là mình cha mẹ không giúp đỡ mình, có nhiều khi là cha mẹ mình không có khả năng giúp đỡ mình, hoặc là anh em không phải là không muốn giúp mình nhưng mà tự vì họ không có khả năng, mình là người gánh vác, mình là bươn chải, mình làm lớn, mình có thể giúp người khác, cái tới hồi mình mà rớt xuống thì không ai giúp được mình hết, tự vì chả ai có thể giúp được mình đâu vì mình làm lớn quá. Người Canh Tuất thì em như anh đã nói ở trong cái vận hạn của ai quên của cả đời thì ít nhất một lần trong đời phải trắng tay, và rất nhiều anh ở trong cái giai đoạn mà gọi là đại hạn lớn nhất của mình, ở trong cái giai đoạn mà từ 24, 25, 26 cho đến 28 là kinh khủng lắm. Có người thì bị tiền tam tai, còn nặng nhất vẫn là từ 26 đến 28, và đặc biệt là năm 28 này, năm Mậu Tuất ha, với rất là nhiều cái khó khăn. Rồi các anh dù thuận hay nghịch mùa xanh á, với cái tuổi mạng là tương xanh, thì canh là thuộc kim mà ha, tuất cái thuộc thổ, gọi là tuổi mạng tương xanh. Các anh vào đời đa phần được cái nhiều người giúp đỡ thương mến nhưng mà không phải là người thân của mình ra đời thôi ha. Tiền vận tuy có khó khăn thăng trầm nhưng nhờ tính hiền lành hay giúp đỡ người khác tích nhiều phúc đức, nên từ trung vận có thể nói là đã vững vàng, ngày càng phát triển lớn hơn. Nhưng mà do tham vọng quá lớn sẽ bị coi như là
một cái hạn khá nặng ở trong cái giai đoạn mà gọi là giai đoạn tán gia từ năm 47 đến 49 tuổi ha. Sau khi mà vượt qua cái giai đoạn này á, thì hậu vẫn rất là ok, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, tiền tài công danh vững vàng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh à, đúng không? Và đúng như là cái sách nói thì cái năm từ 47 tuổi tới 49 tuổi là kinh khủng lắm. Năm nay là năm 49 tuổi là Mậu Tuất đây, và năm sau là năm coi như mình đã vượt qua, đúng không? Năm như vậy là ngon lành. À, còn xét về mặt tử vi của năm 2019 đối với cái tuổi của anh, năm 2019 là năm Kỷ Hợi, một năm bình địa mộc. À, thì đầu tiên hết là mạng của các anh là xuyến so kim, thì là tức là vàng trang sức đó. Mà vàng trang sức đó, mạng kim mà gặp năm mộc là tương khắc, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. À, do là các anh kim khắc mộc cho nên là có thể là có tai nạn, có những cái nó không có được tốt đẹp ha. Rồi sao á, thì các anh rất là may mắn được cái sao Thái Dương, à nó chiếu mạng, tức là sao chủ Thái Dương. Mà sao chủ Thái Dương á là đem đến may mắn phúc lộc. Sao Thái Dương này á, là một phước tinh thường chiếu mạng cho bên nam giới, chủ về mặt trời, đem lại cái sự tốt lành, đem lại phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. À, những người mà nam mà gặp sao Thái Dương á chiếu mạng thì làm ăn rất là vượng phát, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. À, nhất là hai cái tháng đại cát của cái sao Thái Dương, đó là tháng 6 và tháng 10 âm lịch. À, tháng 6 thì đúng ra là nó là tháng mùi, nhưng người ta kêu thìn tức sửu mùi gì đó, nhưng mà không, tháng 6 là tháng đại cát của cái sao Thái Dương, nó sẽ tốt đẹp. Rồi á, ví dụ như phải nói là cái có cái sao Thái Dương này, công việc làm ăn hoặc là cái gọi là cái vận hạn của cái năm đó nó sẽ được may mắn, mưu tính dễ thành, người ta có tài lộc thì dồi dào. Đó là những người mà được sao Thái Dương chiếu mạng. Tuy nhiên các anh á là người mệnh kim, à sao Thái Dương á lại thuộc hành hỏa, cho nên nó có thể nói là nó cực mạnh, hỏa là hỏa mạnh nhất, cái mặt trời mà, sao Thái Dương là mặt trời mà, còn mình là kim, cho nên nó là nó cũng không có thuận với mạng của mình lắm, cho nên nó đôi khi nó mạnh quá nó sẽ làm cho mình bị hợp, đúng không? Nóng thì nó cũng vừa đủ thôi, chứ nóng quá nó cũng không được. À, đối với tuổi của các anh đúng ra là sao Thái Âm là tốt nhất chứ không phải là sao Thái Dương. À, cho nên là tốt thì tốt, nhưng mà nó cũng không phải là xấu, nó không có đến nỗi là như là La Hầu hoặc cái đô gì là Thái Bạch, nhưng mà nó là một ngôi sao tốt. Nhưng mà với cái mệnh kim của các anh thì cũng nên cẩn thận một xíu, đừng có gọi là đừng có giận cái thương tính thiên tính mình quá, là thiên tính của mình là cứ làm lớn miết thôi, không có biết khi nào dừng là đủ. 50 rồi mình qua đã một hai lần thất bại rồi, các anh nên biết là ha, người mà không ai cũng muốn giàu, nhưng mà biết giàu bao nhiêu là cho đủ, hoặc là biết bao nhiêu tài sản là đủ. Tâm của mình thấy nhiêu đó đủ là đủ được rồi, chứ đừng có mà quá sức mình để mà thất bại ha. Hạn của năm á, thì năm nay các năm 2019 thì các anh đang gặp hạn toán tập, một cái hạn cũng không được tốt đẹp. À, người ta gọi là hạn toán tập có thể trở ngại va vấp. À, cuộc sống sẽ gặp nhiều trở ngại, bản thân cần phòng va vấp và ở trong cái công việc làm ăn, đặc biệt là hạn toán tập này là hay có cái tai nạn, chủ về hao tốn tiền tài, ốm đau bệnh tật, ra ngoài cẩn thận xen cộ, nguy hiểm tới tính mạng. À, nên nhớ là như vậy ha. Vận niên thì một cái vận niên thật sự là không tốt đẹp đối với tụi các anh, đó là vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt. À, mình đang ở trong cái rào lồng, bất lợi cho cuộc sống, cái hình tượng con rắn bị nhốt trong cái lồng á, cái giếng gì đó. À, là mình ở trong cái môi trường nó đang không được tốt đẹp. À, bất lợi cho cuộc sống, có thể bị lâm vào bệnh nạn hay bị đóng khung trong môi trường không hợp sở thích mà phải chịu đựng. À, nhưng mà cái năm này mà gặp mình vận niên xà âm tỉnh thì cũng không nên quậy quá, từ vì dù gì nữa năm 2017 là mình có những te tua rồi, bước qua năm nay thì cũng đừng có quậy quá.
mình cũng cứ từ từ, chuyện gì nó cũng phải từ từ nó mới vượng lên được ha. Thiên can á thì chữ canh với chữ kỷ à, thì bình hòa, không có tương khắc cũng không có gì cả, thì như vậy đó là cái phần công việc thì nó sẽ không có rắc rối gì, thậm chí là còn tốt đẹp. Tại vì thiên can của chữ canh là kim, chữ kỷ đó là thổ, như là thổ sinh kim thì thiên can mà được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành thì công việc cũng được nhiều điều tốt đẹp giúp đỡ của mọi người. Địa chi á thì tốt, gặp hợi cũng bình hòa, không có chuyện gì xảy ra hết. Như vậy phần địa chi là nó ảnh hưởng nhiều về gia đạo, về các cái mối quan hệ ở xã hội thì nó là một điều tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra hết. À, như vậy thì tốt đẹp quá rồi ha. Thì bây giờ đó, đó là cái gọi là nhìn cơ bản ở bên ngoài của cái tử vi năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. À, quên lộn, của các anh. Các em là chết dịch luôn á. Nào, bây giờ mình sẽ xét thêm là cái sự nghiệp và công danh của năm 2019 nó sẽ ra sao với cái tử vi như thế này. À, về tứ trụ á, thì với thiên sinh à, báo hiệu một năm công danh tài lộc có nhiều điều như ý, thuận buồm xuôi gió. À, nhưng á, địa thì là địa hao, mà địa thì về tứ trụ á, thì thiên là công việc, địa là gia đạo. À, như vậy á, là tình cảm gia đạo bất ổn, tốn tiền bạc cho con trai, không có mấy nhiều niềm vui ở con cái. À, gia đạo không có được tốt đẹp ở trong cái năm 2019 đối với tụi các em của các anh. Còn xét về mặt tử vi và các sao hạn á, thì tiểu vận là đi vào vượng địa, à có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ. Đồng thời á, thì đi vào vượng địa thì nó có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hoặc là hạn xấu gây ra. À, các anh là vẫn đang trong cái đại vận 10 năm, tức là 41 tới năm 52 tuổi, đang là thời gian có nhiều biến chuyển thành công lớn, thỏa mãn ước mơ xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên á, là cái đại hạn 10 năm, cái đại vận 10 năm của các anh á, là bị vũ khúc tham lang đáo nhập. À, cộng với 3 năm tam tai 2016 đến 2018, các anh gặp nhiều sóng gió thăng trầm. À, tiểu hạn năm nay là đi vào vượng địa mà coi như là vượt qua cái giai đoạn khó khăn, cho nên là được ảnh hưởng tốt của đại vận sẽ càng thêm thuận lợi cho công danh tài lộc, giúp các anh phần nào mà lấy lại sống lại sau cái cơn giông bão vừa rồi. À, được ha. Cung tiểu vận á, có bị là thất sát hãm địa xung chiếu. À, nhưng mà may cho các anh á, là có gặp tuần án ngữ làm mất đi sự tác hại xấu đến vận hạn, có thể công việc gặp khó khăn ban đầu nhưng mà về sau thì hưng vượng. Đồng tọa cung của cái tiểu vận á, thì còn có long trì, bạch hổ, hoa cái. À, thì như vậy á, là nếu có long trì, bạch hổ, hoa cái đi chung á, là người ta kêu là sinh sôi, hoa cái là sinh sôi mà ha. Long trì, bạch hổ thì coi như rồng 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 hổ xung quanh bao quanh thì rực rỡ về tiền tiền bạc, cơ hội được lên lương thăng chức. À, ê mà nghe gì cho thấy cái này, ê mà đi làm mà nhà nước mà thấy nghe được cái này cũng cũng vui vui đúng không, có động lực trong năm đầy khó khăn và kinh khủng. À, ở cái cung tiểu hạn á, thì có tứ hung cách đi với quả tú và phục binh hội nhập, khó tránh bị người oán trách phá hoại gây ốm đau, đề phòng tai nạn làm ngăn trở mưu sự đang trên đà thăng tiến của cái năm Kỷ Hợi 2019. À, đặc biệt với thiên mã ngộ Đà La lại thêm kình dương trực chiếu, cần phòng tai nạn nặng nề phạm thân có thể xảy ra, đặc biệt vào các tháng xung là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Vì vậy trong công việc làm ăn đừng vì lợi nhuận mà quên cái bất chấp mình làm, mà không có cái tâm là sẽ hung họa nó sẽ đi theo. Tính toán lợi mình nhưng mà đừng có gây thiệt hại cho thiên hạ thì cái phước của mình nó sẽ tăng, và khi mà phước tăng nó đức năng thắng số, nó sẽ đẩy lùi được cái hung họa của cái tinh quân xấu. Rồi, à, cung mệnh thì có thái dương thiên không, toan tính thì dễ thành nhưng không nên làm việc về cái thay đổi cái nhân sự
ở bên dưới mình. Nếu mình đang làm sếp thì đừng thay đổi cái nhân sự bên dưới, dễ sanh sinh tranh cãi và hay bị liên lụy, đặc biệt là tình cảm dễ sinh bất hòa. Cho nên là các anh cẩn thận ha, nếu mà đang làm ở trong cơ quan nhà nước, đặc biệt đó là cung tài bạch đó, thì nhờ có thiên phủ thiên trù đáo nhập báo hiệu một năm tài lộc dồi dào. Ngon ha, có thiên phủ thiên trù vô là thấy thế em tiền rồi đó. Tuy nhiên đó là bị đại hao chiếu và lưu chiếu, đại hao trong cái lưu chiếu và chiếu luôn, thì tiền của dễ bị mất trộm, đề phòng mất trộm trong ngày trong năm nay rất là dễ mất tiền ha. Tốn hao cho con trai trong gia đạo, dù vậy có việc phải tiêu hao tiền bạc nhưng rõ ràng năm nay là không đáng lo về tiền bạc, một năm đầy hứa hẹn về tiền bạc đối với tuổi của các anh. Ngon ha. Rồi như vậy là phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay năm 2019 can kỷ nó thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ sẽ vượng. Mà đối với người mà mạng kim gặp năm thổ vượng là có phần lợi, thổ vượng mà thổ sinh kim, bản thân năm là mộc nhưng mà thổ sẽ vượng là thổ sinh kim, cho nên có thể nói là nếu như các anh nào mà đang trong giai đoạn mà gọi là mua bán đất đai thì rất là dễ sinh tài lộc ha, làm cái gì đó từ đất thì thật sự là rất dễ sinh tài lộc cho các anh ở trong cái năm 2019 kỷ hợi này. Vận hạn á, vận á, thì như đã nói ha, vận thì là vận niên sạm tỵ, hạn là hạn toán tập, yếu kém tinh thần bất an, bản thân mất cái tự do, tự do sạm tỵ mà hoạt động sẽ bị đôi khi sẽ bị hạn chế, đây là điều mà gây nhiều bức xúc nhất đối với các anh ở trong năm kỷ hợi 2019. Tại vì các anh là vốn tính năng nổ hiếu động, được cái sao chiếu mạng là một phúc tinh có khả năng cứu giải tai nạn, đem lại nhiều may lành, nhưng mà tự thân thì phải gìn giữ nhiều hơn chứ không có nên mà quá đà. Đừng có quá nôn nóng trong công việc làm ăn cũng như giải quyết bất ổn ở trong gia đình. Đây là năm mà có thể nói là may mắn về tiền bạc nhưng mà không tốt đẹp về gia đạo. Có thể nói là may, nhìn chung nãy giờ vừa phân tích cả tử vi tứ trụ và các cái tinh quân bên trong thì thấy rằng là năm nay may rủi nó đan xen, mọi việc nên cẩn thận, tốt hay xấu ha, thành hay bại thì năm nay vận nhiều vào phúc đức của mọi người chứ không phải là cái năm như cái năm 2018 năm Mậu Tuất mà mình đang ở cái tháng 10 này, sắp qua tháng 11 nó đầy khó khăn, có tốt anh có tu hay không tu thì nó cũng quất anh lão, nó cũng gây khó khăn này khó khăn kia cho các anh ha. Rồi đó là công việc làm ăn báo hiệu rằng là mình các anh có khá khá về cái sự hanh thông trong công việc tiền tài, đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Còn về mặt tình cảm và gia đạo thì nó như thế nào? Như đã nói là cuộc sống nam mạng canh tuất vốn đã trải qua nhiều sóng gió. Năm nay á, năm kỷ hợi 2019 đã đứng tuổi rồi, tương đối bình an, nhưng mà vợ chồng á, thì vẫn có những cái nét riêng tư khó giải quyết lắm. Tại vì biết sao, các anh là cái chữ canh, về mặt tình cảm rất là khó nắm bắt, người phụ nữ của các anh khó nắm bắt các anh lắm, thấy không? Không biết các anh gì, người là trầm trầm ít nói, không 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 phải là người thích thổ lộ, cho nên là có những cái vút mặt ở trong gia đạo. Dù sao năm 2019 danh lộc được nhiều điều tỏi ý nha, hy vọng vợ chồng cũng có nhiều niềm vui hơn. Đó, đi đâu mình làm ăn có tiền thì mình sẽ mở lòng hơn, lúc mà mình không tiền mình co ro lại cũng ít chia sẻ với đàn bà, mình cẩu thả. Với thiên mã mà phượng cát, gia đạo có thể gặp hỷ sự về con, sinh thêm con hay là có dâu rể. Nếu mà các anh đừng nói là các anh 50 rồi mà các anh không có thêm con, tại vì có thể các anh 50 rồi mà các anh tập 2 các anh mới có 30 thì sinh là chuyện bình thường, thấy không? Còn đối với do là cái năm này là
Về mặt tình cảm đối với bạn bè thì các anh nên cẩn thận lời nói, vì năm nay là gặp cái toán tập nó hay trở ngại va vấp, dễ sinh tranh chấp bất hòa. Nếu mà các anh năm nay gặp thêm cái xạ âm tỉnh mà nóng nảy làm lớn chuyện thì sẽ thêm thù bớt bạn, cẩn thận. Đặc biệt là các anh năm nay là nên tránh tỏ ra quan tâm quá mức đối với những cái mối quan hệ về nữ giới trong cái môi trường công việc. Có thể là những cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ sanh ra rầy rà không tốt đẹp cho lắm về mặt tình cảm. Số các anh vốn không được tốt trong cuộc sống gia đình, bây giờ đã đi vào hậu vận thì cần quan tâm nhiều hơn đến vợ con để an ổn làm ăn, chứ đừng có nên quan tâm đến cái con nhỏ nhân viên chồng nó mới chửi nó rồi kia động viên nó, động một hồi động lòng mất công lắm nha. Năm nay là rắc rối về gia đạo dữ dội chứ không phải là chủ về làm ăn. Làm ăn thì năm 2019 là ok rồi ha. Đối với các anh bị cái thiên can mà chữ canh tác động mà mạnh mẽ ở trong cái giai đoạn mà từ 2016 đến 2018, tức là đang phải cô đơn đó, gọi là ly thân đó, độc thân đó. Với mã phượng đồng cung có thể gặp người trong mộng ha, tiến đến được hôn nhân. Tuy vậy nên dè dặt xét lại cái lòng mình trước khi mà quyết định, tại vì người mà canh tức là vốn dĩ trung thành, thí dụ gia đạo mà có trục trặc được nữa cũng muốn quay lại với vợ cũ, cho nên là cần cẩn thận ha, phải xét lòng mình coi là lòng mình thật sự muốn hay chưa. Rồi ok, đó tiếp đến là về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019. Theo âm lịch thì năm 2019 này vận niên thì khá xấu, kết hợp với hạn toán tập nên đề phòng là tai nạn nặng nề, có thể phải nằm một chỗ chứ không phải đơn giản ha. Ngoài ra hạn có thất sát vũ khúc đồng cung lại gặp mạng tương khắc năm, tức là kim khắc mộc đó, tai nạn sẽ rất là dễ gặp, tai nạn phạm thân. Lái xe thì nên cẩn thận, bổn mạng gặp nguy nan. Đây là một năm không tốt đẹp về mặt sức khỏe và bổn mạng của Kha, xét về mặt tử vi và vận hạn mọi thứ, cho nên là các anh cần để ý vào mặt sức khỏe của mình. Như vậy là nãy giờ mình đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người canh tuất nam mạng của các anh. Có những cái điều tốt đẹp về công việc, tuy nhiên về mặt sức khỏe và gia đạo thì nó có những cái không mấy là êm thấm, cho nên các anh cần cẩn thận. Thì em có làm luôn cái vận hạn của 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh, và em sẽ chia sẻ với các anh đây luôn để các anh biết rằng tháng nào thật sự là đề phòng cái gì. Tại vì này là cái tổng thể, còn bây giờ là một cái chi tiết từng tháng để xem nó giúp được các anh nhiều hơn. Tại vì cái gì chứ nói nghe nói tai nạn này kia thì phê lắm, tiền năm nay mình làm ra không được thì không sao, nhưng mà mạng không có làm ra được ha. Tiền có thể mất chứ mà mạng đừng mất là ok, nhưng mà năm nay bổn mạng của các anh nó vẫn chưa tốt đẹp lắm. Năm Mậu Tuất thì các anh xấu về công việc là nhiều, tuy là căn căn Mậu nó thuộc dương ngũ hành, nó hợp hỏa, nó hỏa vượng nó đốt của các anh, nhưng mà nó cũng không 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 chỉ làm bệnh làm đồ này kia thôi. Tự nhiên các anh là xuyến so kim vàng trang sức, hỏa nó mới đốt được để mình nóng, mình rèn luyện mình thành trang sức. Còn bây giờ qua năm nay thì nó có những cái điều rất là không tốt đẹp. Rồi thì đầu tiên hết là tháng giêng âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng giêng tức là tháng bính dần, một tháng gốc hỏa. Xét như vậy là mệnh trụ mệnh là mệnh hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn và tai nạn. Rồi thấy 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 vô là thấy không êm rồi ha, tháng này là tháng ăn chơi nhậu nhẹt ha, các anh là tuổi quản giao làm ăn nhậu nhẹt nhiều, mà tháng này bổn mạng mình bị yếu, vốn dĩ là cả năm bổn mạng mình đã yếu rồi ha, gặp tháng mà hỏa nó khắc kim nữa, rồi mình là năm mạng kim khắc năm là mộc nữa, thì cẩn thận về sức khỏe, cẩn thận về việc tai nạn, đừng có xỉn mà ôm xe chạy ha, coi chừng á.
Rồi thiên can á, chữ bính nó khắc chữ canh à, mới vô đầu năm mà thấy hai cái khắc là thấy mệt rồi. Thiên can khắc tháng, bị tháng tương khắc à, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng thị phi kiện tụng pháp luật à, mới vô đầu năm mà tháng 1 là thấy phê rồi, tháng giêng là phê rồi. Tháng giêng thì nó đã là bắt đầu là tháng 2 của dương lịch rồi, thì theo lẽ thì nó công việc nó cũng sẽ chạy ha, làm việc thì cẩn thận một tí xíu các anh ha. Vừa khi là mạng là bị tương khắc rồi, là các cái tinh quân phúc tinh tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, nó bị bổ mạng và bị tương khắc mà, thì các cái phúc tinh tài tinh nó sẽ không tốt đẹp cho bản thân các anh. Và như vậy mà còn thêm cái thiên can bị tương khắc và ảnh hưởng được công việc ghê lắm, thì cẩn thận vẫn là chính ha. Địa chi nhóm thì thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tuất à, thì khi mà người ta nói tam hợp thì hay hóa tam tai, nhưng mà năm nay không phải là tam hợp à, năm nay chỉ là tháng tam hợp thôi, thì cái tháng tam hợp này hy vọng nó cũng chỉ khắc chế được cái tháng này thôi à. Như vậy nó cái tam hợp thì nó ảnh hưởng của địa chi á, thì nó hay ảnh hưởng nhiều đến gia đạo và các mối quan hệ. Hy vọng rằng nó là với cái sự may mắn của địa chi cũng như là cái tháng này công việc không nhiều điều chạy, không có chạy nhiều công việc, thì cái va vấp mọi thứ nó không có nặng nề đối với tụi của các anh à. Nhưng mà nếu là các anh thì em cũng cực kỳ cẩn thận về mặt sức khỏe và sức khỏe của mình ở trong cái năm này à, ở trong cái tháng tháng giêng này à. Tiếp tục là tháng 2 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 à, thường thì nó bắt đầu vào khoảng mười mấy tháng 3 đó, 14 15 gì tháng 3 đó, thì đó là tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão, tiếp tục là một tháng gốc hỏa. Xét về cái trụ mệnh là hỏa khắc kim cũng giống như tháng tháng 1, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn và tai nạn à ha. Rồi thiên can canh đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ à. Địa chi thì là tuất với mão là lục hợp à, qua tháng hết tháng 1 cho qua tháng 2 cái êm liền ha, thấy nó khác hẳn liền, thấy nó có cái dấu hiệu của nhiều cái sự tích cực. Tại vì đó là mệnh thì tháng 1 tháng 2 nó giống nhau ha, đều là tháng hỏa hết, thì bổn mạng phải cần cẩn trọng nhiều. Tuy nhiên là tháng 2 thiên can đã không còn xung khắc mà không còn xung khắc tức là không có gặp cái trở ngại, công việc nó lại trở lại bình thường. Địa chi á, tức với mão thuộc nhóm lục hợp à, lục hợp của địa chi này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc và gia đạo luôn, nhất là các mối quan hệ. Có thể nói là sẽ gặp, nếu như tháng 1 gặp trục trặc thì tháng 2 sẽ gặp người đưa tay giúp đỡ mà vượt ra cái khó khăn à, đó là một cái tín hiệu thực sự rất là tích cực ha. Rồi tiếp đến là tháng 3 à, tháng này là một tháng tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Mậu Thìn đó, thì nó như sau. Tháng Mậu Thìn thì gốc mộc à, như vậy á, cái trụ mệnh là mệnh kim nó khắc mộc à, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ à. Kim khắc mộc của tháng và kim khắc mộc của năm, bổn mạng của mình tương khắc cả tháng lẫn năm à, nó cũng không tốt đẹp lắm so với cái hai cái tháng 1 tháng 2 hỏa khắc kim của mình đâu à. Thiên can canh mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nó là canh thuộc kim, mậu thuộc thổ, cho nên gọi là thiên can, nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh nhập à, có lợi. Như đã nói ở trên là mình để ý cái tháng 3 và tháng 9 âm lịch, bệnh nạn nó rất là dễ xảy ra, tai nạn nó rất là dễ xảy ra do cái thất sát hạm địa nó phát huy cái tác dụng rất là lớn ở trong hai cái tháng này à. Địa chi của cái tháng là tuất và thìn, là thuộc nhóm lục xung, thìn tuất lục xung à, mà lục xung là mô tả cái sự chống đối đối chọi lẫn nhau về mặt địa chi. Như vậy là tháng này à, địa chi không tốt đẹp à, mệnh là kim khắc mộc không ok, chỉ có là công việc nó tương đối ổn định à, cũng giống tháng 2, nó không có tương sinh à, nó không có tương khắc, không có tương hợp về mặt tử vi, mặt nạp âm ngũ hành là tương sinh, nó sẽ sinh tài lộc. Đặc biệt để ý cái tháng này nha các anh nha.
Với cái địa chi mà lục xung á thì nó có xung ra nhiều chuyện lắm, không chỉ có lục xung là phần địa chi nó ảnh hưởng gia đình đúng không, ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác, sẽ dễ sinh tranh chấp ha. Có thể nói là tháng tháng 3 âm lịch là tháng xấu chứ không có tốt đẹp đối với tuổi Can, cho nên là cần cẩn thận. Rồi tiếp tục là tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng này là tháng Kỷ Tỵ, cũng tiếp tục là tháng Mộc. Như vậy mệnh thì kim khắc mộc ha, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ, đó là cái chung của tháng 3 và tháng 4. Thiên can canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh kỷ lộn, canh kỷ là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đó rồi ha. Như vậy thì địa chi tỵ túc là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Như vậy tháng 4 thì chủ yếu là cái phần bổn mạng, mọi thứ ở trong cái gia đạo và công việc thì nó đã vượt qua, không không có quá khó khăn. Rồi tiếp tục là tháng 5, một tháng canh ngọ của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 5 âm lịch. Tháng này là thường là bắt đầu khoảng cả 13 14 tháng 6 dương lịch đó. Mệnh á thì như vậy là kim đúng không, là canh ngọ là thổ, như là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh. Như vậy là bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, các phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi. Canh đó, chữ canh của canh ngọ và canh của canh tuất là cùng hàng, càng giống nhau công việc tốt đẹp. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không những cho gia đạo mà các mối quan hệ mà còn ảnh hưởng nhiều cho công việc nữa. Như vậy tháng 5 là một tháng khá tốt đẹp, phải nói là tốt đẹp nhất trong 6 tháng đầu năm. Vì sao? Vì nó được quá đúng không, mệnh là thổ sinh kim, là bổn mệnh được tương sinh, phúc tinh tài tinh được hưởng lợi, thiên can thì đồng hàng chữ canh thì công việc nó nhiều khi nó còn hanh thông. Nếu như có việc gì mà lớn lao cần giải quyết rốt ráo thì em sẽ dồn vào cái tháng 5 âm lịch này mà giải quyết một cách là êm xuôi. Quá đẹp mà. Rồi tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, thì tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, một tháng tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy tiếp tục giống như là tháng 5 là thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh ha. Sức khỏe tốt ha, các phúc tinh đại tinh được hưởng lợi, hai tháng này là được tương sinh đồng hóa ngon lành. Thiên can tân canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tân canh thì cùng thuộc hành kim, cho nên là tiếp tục một tháng công việc ok, mọi điều tốt đẹp. Phần địa chi á thì là tháng mùi, mình là túc thìn túc sửu mùi túc mùi là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, về mặt tử vi là gì như vậy, mình có thể nói là bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên là có thể nói là gia đạo sẽ có trục trặc trúc trắc. Để ý một tí xíu để khỏi mất công mà có những cái chuyện mà không tốt lành, không vui vẻ ở trong cái gia đạo của các anh. Đó là cái điều mà phải nói rằng là có những cái hay ho của nó riêng đúng không. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Canh Tuất của các anh. Nó có nhiều điều tích cực, tuy nhiên cũng có nhiều điều rất là khó khăn, đặc biệt là vào cái tháng 3 với cái sự hoành hành của thất sát, cái ngôi sao thất sát và cái điều kiên kỵ, cho nên là các anh cần cẩn thận nó. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp ích được cho các anh trong những cái công việc làm ăn để sinh tài lộc và có được cái sự hanh thông trong công việc, tốt đẹp hơn cái năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh. Em đã trình bày xong, nếu các anh xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Canh Tuất được biết và ứng dụng vào cuộc sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất vui và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả các tuổi. Bye bye.